chuyện đồ tể Gunda, quả báo của kẻ sát sinh hàng loạt. Giáo pháp này Đức Đạo Sư dạy khi Ngài cư ngụ tại tinh xá Trúc Lâm, nhắm đến Gunda, người đồ tể mổ heo. Chuyện kể rằng, trong 55 năm, Gunda sống bằng nghề mổ heo để ăn hay bán. Nhằm lúc đói kém, ông ta đi về nông thôn với chiếc xe đầy nhóc gạo và trở về đầy ắp heo con, mua trong các làng với giá mỗi con chỉ nửa lít hoặc một lít gạo. Sau nhà, ông ta có một miếng đất giao lại thành một chuồng heo. Ông ta nuôi heo với tất cả các loại cây, cỏ và phân. Khi nào ông ta muốn giết heo, ông ta trói heo thật chắc chắn vào một cây cột và nện nó bằng một cây chày vuông để làm thịt nó sưng phồng lên và mềm đi. Rồi banh hàm heo và lồng vào miệng nó một cái nêm nhỏ. Ông ta rót nước thật nóng từ một nồi đồng đổ xuống họng nó. Nước nóng thấm vào dạ dày heo, làm lỏng phân và tống ra ngoài hậu môn phân nóng với nước. Nếu còn một cục phân nhỏ sót lại trong bao tử heo, thì nước chảy ra biến màu và đục. Nhưng khi bao tử heo đã sạch, nước chảy ra sẽ trong và sạch. Chỗ nước còn lại, ông ta đổ lên lưng heo, và nước sẽ làm tuột ra, lột lớp da đen. Rồi ông ta thui lớp lông cứng bằng một cây đuốc. Cuối cùng, ông ta cắt đầu heo bằng một thanh kiếm nhọn. Khi máu phun ra, ông ta hứng vào dĩa, rồi ông quay heo, bôi máu hứng được lên da, và ông ta ngồi vào bàn cùng vợ con ăn thịt heo quay. Thịt còn lại, ông ta bán. Theo cách này, ông ta đã sinh sống trong 55 năm. Dù Đức Đạo Sư ở tinh xá bên cạnh, mà không có một ngày nào Gunda cúng dường Ngài, dù là một nắm hoa hay một muỗng cơm, cũng không làm một việc công đức nào cả. Một hôm, ông mắc bệnh, và dù ông ta vẫn còn sống, ngọn lửa của đại địa ngục A Tỳ có sức thiêu đốt kinh khủng, luôn luôn phụt ngọn liên tục vào mọi phía, xa đến 100 dặm đã bốc cháy trước mặt. Khi cực hình của đại địa ngục A Tỳ giáng xuống đồ tể mổ heo Gunda, hành động của ông ta thay đổi tương xứng với nghiệp quá khứ. Dù còn ở trong nhà, ông ta bắt đầu kêu ủn ỉn như heo và bò bằng tay và đầu gối, bò ra trước nhà rồi bò đến phía sau. Những người trong gia đình áp đảo và bịt miệng ông ta, nhưng dù họ làm đủ cách, ông ta vẫn bò lui và kêu ủn ỉn liên tục như một con heo. Bảy nhà xung quanh không ai có thể ngủ được. Thân quyến của ông ta khủng khiếp vì sợ chết, không có cách nào khác có thể ngăn ông ta đi ra. Họ chặn các cửa và nhốt ông ta ở trong nhà. Xong, họ bao vây nhà và đứng canh Gunda bò tới bò lui trong nhà suốt 7 ngày, chịu sự đau khổ cùng cực của địa ngục, kêu ủn ỉn và giống eng éc như heo. Qua 7 ngày bò như thế, ông ta chết và bị đọa vào đại địa ngục A Tỳ. Vài tỳ kheo đi ngang qua cửa nhà ông, nghe tiếng eng éc ồn ào, chỉ nghĩ là tiếng của những con heo. Họ đi về tinh xá, ngồi một bên Đức Đạo Sư và bạch. Bạch Thế Tôn, trong 7 ngày, cửa nhà đồ tể Gunda đóng kín, và suốt 7 ngày vẫn tiếp tục giết heo. Chắc chắn ông ta định làm tiệc chiêu đãi. Thế Tôn nghĩ xem bao nhiêu heo bị giết. Hiển nhiên, ông ta không có một chút từ bi và hoàn toàn thiếu lòng trắc ẩn. Thật từ trước tới giờ, chúng tôi chưa thấy ai độc ác và man dợ như thế. Đức Đạo Sư nói, này các tỷ kheo, ông ta không giết heo trong 7 ngày qua. Sự trừng phạt phù hợp với việc làm quá khứ của ông ta đã xảy đến bất ngờ đối với ông ta. Ngay khi ông ta còn sống, cực hình của đại địa ngục A Tỳ đã hiển hiện. Vì cực hình này, ông ta bò tới lui trong nhà suốt 7 ngày, kêu là eng éc như một con heo. Hôm nay, ông ta chết và bị đọa vào ngục A Tỳ. Khi Đức Phật nói xong, các tỳ kheo thưa, Bạch Thế Tôn đã đau khổ ở đây, trong thế gian này, ông ta lại đi đến chỗ đau khổ nữa và tái sinh ở đó. Đúng thế, các tỳ kheo. Đức Thế Tôn nói tiếp, người nào sống buông lung,
dù cư sĩ hay tu sĩ, đều bị đau khổ ở cả hai nơi. Nay sầu, đời sau sầu, kẻ ác hai đời sầu, nó sầu, nó ưu não, thấy nghiệp uế mình làm.